chào Bông, xin chào cả nhà nha. Hôm nay thì em vừa về được một cái lô mai dâm cả nhà. Cái lô mai dâm á cả nhà, mai dâm thì như thế nào? Tức nghĩa là gọi là dâm mà, tại vì cái này thường thì mai con chúng ta để trong một cái clip rất là dài và dày. Nghĩa là cứ để khích khích nhau cả nhà. Còn cho nên là nó sẽ rất là ít dâm. Còn có một cái lô này á là người ta dâm thô, tức nghĩa là người ta âm xuống cát á cả nhà. Thường thì người ta âm thưa như thế này nè. Nên cây nó rất là cứng cáp và rất là mập, với cái và cái sức sống của nó rất là khỏe. Thì trồng cái loại này á cả nhà thì cái tỷ lệ mà sống á là đạt tới 100% á cả nhà. Bởi vì hàng nó nè, cả nhà thấy không, tụi em âm ở dưới cát nó ra rễ như thế này nè. Đó, cả nhà thấy không? Cho nên là cái lô mai này đặc biệt lâu lâu mới có nha cả nhà. Nó hàng mai dâm nha. Mai dâm thì cây rất là cứng cáp. Cái gốc của nó là bằng đầu đũa ăn đi lên ha. Đó, đây, hàng mai dâm cây rất là cứng cả nhà, cứng vô cùng luôn á. Này thì cũng có một số cây có nhánh nha. Cái này hàng dâm cho nên cả nhà nhìn ra rễ nè. Nó ra rễ ngoài bầu luôn rồi cả nhà. Còn cái loại kia thì không có ha. Loại kia thì không có. Rồi cái loại này thì em bán với giá là 8.000 một cây nha cả nhà. 8.000 một cây. Em đo nha. 1 gam, 2 gam, 3 gam. 3 gam tay của em thì khoảng 5 tấc đi lên, 5 đến 6 tấc nha cả nhà. Đây, hàng như thế này nha. Đó, hàng này toàn là hàng dâm không. Đó, hàng dâm nó ra rễ như thế này đây. Nó trồng cái này là đảm bảo luôn cả nhà. Cây nó sẽ không bị hao hụt gì ha. Bởi vì loại này chúng ta đã dâm ra đất rồi nè. Rễ thì lô này rễ đẹp không cả nhà. Đó, đây. Thì có một số là lò xo nha. Lò xo. Đó, lộn xộn cả nhà. Đây lò xo như thế này ha. Hai mắt hai lò xo rồi rễ đủ kiểu, rễ quái, rễ tùm lum rễ luôn nha. Nói chung là bên em bán hàng rễ lộn xộn nha cả nhà, chứ nó không có một loại một kiểu nha. Đó. Sau này nó sẽ ra tùm lum kiểu nha. Đây, hàng thì ra rễ bầu hết rồi. Đó, hàng mai dâm nha, loại này rất là cứng cáp nha cả nhà. Rồi, cái loại này em bán với giá là 8.000 một cây nha. 30 cây thì em ship nhưng mà không có bao phí vận chuyển. Còn 100 cây trở lên em sẽ bao phí vận chuyển cho cả nhà nha. Đây, và cái loại này, cái loại này cũng một lô nó nhưng mà cái hàng lớn nha cả nhà. Đây. Hàng lớn nha, em sẽ đo nha. 1 gan, 2 gan, 3 gan, 4 gan hơn cả nhà. 4 gan của em thì chắc khoảng 7-80, có cây 90 luôn nha. Cây 90 luôn á. Rễ đây cả nhà, rễ đây thì rễ đẹp không, rễ nổi to không à. Bởi vì cả nhà biết sao, hàng dâm á, nó ra rễ ngoài như thế này nè, cho nên rễ ở trong đây nó được ăn bớt những vào cái đất á, nên là rễ của nó cũng rất là to. Đây cả nhà, đây ha, rồi đây nè, có dạng uống nó lắc lên như thế này luôn ha. Đây là lò xo, đó, hàng này là 70-80 luôn nha cả nhà. Cây có rất là nhiều nhánh luôn, lâu lâu mới có luôn nha. Cái này là mai dâm á cả nhà, mai dâm ha. Mai dâm ra ngoài đất nha. Cây tầm cao tầm khoảng 70-80 luôn. Thì loại này em bán với giá là 12.000 một cây nha cả nhà. 12.000 một cây. Em ship từ 30 cây và không có bao phí vận chuyển nha. Nếu chúng ta lấy từ 100 cây trở lên thì em sẽ bao ship và tặng kèm 5 cây nha cả nhà. Đó. Cái lô mai này cực kỳ đẹp cả nhà. Mình thấy nè. Đó, quá đẹp luôn nha. Ồ, cây đẹp không? Đây, nhánh rất là nhiều nha. Cái này thích hợp cho chúng ta tầm tán không. Đó, đây, cây cứng lắm nè. Lớn hơn đầu đũa hết rồi cả nhà. Đó, hàng dâm ra ngoài rễ rất là nhiều luôn nè. Cả nhà nhìn thấy ha. Trồng cái lô này là khỏi sợ bị chết luôn. Thì về cái giống mai á là 5 đến 12 cánh nha cả nhà. 5 đến 12 cánh nha. Mai lộn xộn. Đó, cả nhà nhìn thấy nè. Lô mai này cực kỳ đẹp. Cực kỳ đẹp nha cả nhà. Đó, giá là 12.000 một cây nha. Rồi. Và tiếp tục bên đây, em sẽ có hàng 10.000 nữa cả nhà. 10.000 đây. 10.000 thì cao chắc khoảng 60-70 cả nhà. Thì nói chung cây rễ cũng rất là đẹp. Rễ thì lộn xộn nha. Đó, bên em cũng rễ tờ lô hột chua luôn nha cả nhà. Thì thường chúng ta trồng mai á cả nhà, nên chọn những cái lô lộn xộn như thế này. Để cả nhà biết sau khi chúng ta lớn lên thì chúng ta sẽ có một cái vườn mai nó đa dạng, đa hình đa kiểu cả nhà, như vậy thì nó mới có giá trị cao ha. Đó, rễ đây đó, đủ kiểu hết nha. Anh em là quấn rễ lộn xộn nha cả nhà. Thì cái loại này cao từ 60 trở lên là giá 10.000 một cây nha. 10.000 một cây. Nói chung lô này cây cũng có rất là nhiều ha. Rồi, còn bên đây là loại 8.000. Rồi, em có thêm một cái lô nữa cả nhà. Cái lô cây lùng lực nha.
thì giá 7.000 một cây thôi. Em sẽ bước qua bên đây quay cho chúng ta xem luôn nha. Đây cả nhà, đây rễ đây, rễ cái lô này thì tương đối đẹp nha, cuốn rễ tương đối đẹp đó, cả nhà nhìn thấy nè. Đó, đây có cái những cây nó nổi rễ lên như thế nha đó, cả nhà. Thì cái lô này cao khoảng 3 tấc rưỡi thôi, 3 tấc rưỡi đến 4 tấc ha. Cây thì bằng đầu đũa ăn đi lên, nói chung là cây nhiều nhánh nha, rễ thì đủ kiểu đủ hình. Loại này bán 7.000 cây nha cả nhà. 30 cây thì em ship nhưng không có bao phí vận chuyển nha. Còn nếu chúng ta lấy từ 100 cây trở lên thì em sẽ bao ship và tặng kèm 5 cây cho chúng ta nha. Thì hiện tại bên Nhường Mai nhà em có nhiều loại cả nhà. Thứ nhất là 7.000, 8.000, 10.000 và 12.000. Thì cả nhà xem kỹ mình thích lô nào thì xin hãy liên hệ bên Vườn Mai của Chiếc Chè Bông nha. Rồi đây, đây là củ hàng mai dâm này cả nhà. Rễ đây, đó, rễ như sau này nó ra hồn, ra hình thú. Những cái rễ ngang như vậy nè, là nó sẽ ra hình thú, rồi nó ra hình quái. Ôi nói chung là đủ kiểu nha, cây nào cũng có xử lý rễ hết nha cả nhà. Rễ thì cái lô này nó ra rễ luôn à, giá 8.000 một cây thôi ha. Rồi xin mời cả nhà hãy vào xem và ủng hộ cho vườn mai của Chiếc Chè Bông nha. Và hôm nay lọc của vườn nhà mai em thì cũng rất là nhiều ha. Cũng một lần nữa xin gửi lời cảm ơn đến quý khách đã tin tưởng vào vườn mai của Chiếc Chè Bông nha cả nhà. Và hãy xin hãy liên hệ em qua số điện thoại là 0397142252 hoặc số điện thoại là 0947 3959. Thì bên em sẽ có nhân viên tư vấn trực tiếp cho chúng ta nha. Xin cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi ạ.